Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập ba Tập 34 địa tạng bồ tát cáo phổ hiền bồ tát ngôn nhân giả thử giả giai thị nam diêm phù đề hành ác chúng sanh nghiệp cảm như thị địa ngục từ đâu mà có gì do nghiệp cảm ứng biến hiện ra cho nên tất cả tướng cảnh giới không phải do người khác tạo ra cho bạn thọ nhận hay nói cách khác thiên đường cũng không phải do thượng đế sau khi tạo ra rồi để cho bạn đến hưởng phước địa ngục cũng không phải do vua diêm la tạo nên để bạn đến thọ tội không phải vậy toàn là do nghiệp cảm đến bạn tạo tác nghiệp thiện bạn cảm được là thiên đường bạn tạo tác nghiệp ác nó biến hiện ra là địa ngục Cảnh giới đó đang chuyển biến theo từng sát na Đây là chúng ta thường nói Đều là căn cứ theo lời Phật nói Dạng pháp đều không Nhân quả bất không Nhân quả bất không nói từ đâu vậy Chuyển biến chẳng có không Tướng cảnh giới bên ngoài Đang chuyển biến theo từng sát na cách chuyển biến như thế nào tùy tâm mà biến tâm mình là ý nghĩ ý nghĩ là năng biến cảnh giới là sở biến mọi người tâm thiện thì hoàn cảnh liền thiện mọi người tạo ác thì hoàn cảnh sẽ ác hiện tại hoàn cảnh thế gian chúng ta rất ác thiên tai nhân họa chúng ta mở trang báo ra bật tivi lên cảm thấy thân tâm bất an nơm nớp lo sợ nguyên nhân là gì mọi người đều tạo tác ác nghiệp vậy thì nguy hiểm biết bao chúng ta hiểu rõ đạo lý này hiểu rõ chân tướng sự thật hết lòng hết dạ là một chút công việc khuyến thiện cũng chỉ là hết lòng mà thôi Trọn bốn phận mà thôi Người khác có nghe hay không? Có hiểu hay không? Có chịu quay đầu hay không? Đó là việc của họ Bản thân chúng ta tâm thiện Lời nói thiện, hành vi thiện Ở trong nghiệp chung có quả báo riêng đạo lý này không thể không hiểu rõ không thể không cảnh giác làm thế nào ở trong môi trường đầy tai nạn hiện nay bảo hộ được chính mình Cứu giúp người thân, quyến thuộc, bạn bè thân thích của mình đây. Chỉ cần họ chịu nghe, chịu tin, chịu tiếp nhận thì không có người nào không được cứu. Cho dù tạo tác tội nghiệp địa ngục mà bạn hiện nay vẫn còn chút hơi thở, bạn cũng được cứu. Chết rồi đọa lạc vào địa ngục Thế thì vô phương rồi Phật Bồ Tát cũng không thể cứu giúp Chỉ cần bạn vẫn chưa đọa địa ngục Thì vẫn còn cứu được Cách cứu như thế nào Chư Phật như Lai Có diệu pháp Dạy bạn niệm Phật cầu sanh tịnh độ Niệm Phật là Pháp sám hối chân thật đem tất cả pháp thế gian và xuất thế gian thấy đều buông xả, buông xả chính là không còn tạo tác nữa. Chỉ cần không tạo tác thì quay đầu rồi. Đem hạt giống ác nghiệp trong a lại gia thức, không cộng thêm tăng thượng duyên cho nó nữa tuy có hạt giống ác nghiệp nhưng không khởi hiện hành không khởi hiện hành chính là chứng tỏ không thọ nhận quả báo phật pháp dạy cho chúng ta thật sự là có đạo lý không phải không có đạo lý nhân muốn biến thành quả trong đó phải có duyên nhân và quả không có cách khống chế nhưng duyên thì có cách khống chế thí dụ như hạt dưa là nhân của trái dưa nhưng hạt dưa duyên của nó cần có đất đai cần có ánh sáng cần có nước cần có phân bón điều kiện của nó đầy đủ thì hạt giống mới có thể lớn lên thành dưa được mới kết quả được nó cần phải có duyên nếu như chúng ta cắt đứt mất duyên của nó đem hạt dưa này để vào trong ly trà để đến một trăm năm nó cũng không thể kết thành quả được vì sao vậy cắt đứt mất duyên rồi phật vì chúng ta tự độ chính mình là đạo lý như vậy vô lượng vô biên hạt giống nghiệp nhân trong a lại gia thức hiện nay đem tất cả duyên thấy đều cắt đứt hết Tuy có hạt giống mà không khởi hiện hành Hiện nay chỉ thêm một cái duyên Là duyên niệm Phật Trong a la gia thức chúng ta có hạt giống A-di-đà Phật Có hạt giống thế giới Tây Phương cực lạc Chỉ bồi dưỡng hạt giống này cho thật tốt Cắt đứt toàn bộ tất cả các duyên khác Trong niệm Phật đường chính là làm cái việc này là cắt đứt tất cả các duyên của hạt giống tập khí khác. Toàn tâm toàn lực Tăng cường tập trung tất cả duyên lại Tăng cường cái duyên niệm Phật này Cho nên cái duyên niệm Phật này sẽ thành tựu rất nhanh chóng Ba năm, năm năm nhất định thành tựu Lời Phật nói trên kinh không phải là nói lời giả dối Nhớ Phật niệm Phật Thì hiển tiền tương lai nhất định thấy Phật Khi thấy Phật rồi Thì cái gì cũng viên mãn Bản thân chúng ta ngày nay Nếu muốn đi làm công tác hoàn pháp lợi sanh Cách làm của bạn như thế nào Bạn làm thế nào mới có thể làm viên mãn mới có thể làm được vừa lòng thỏa ý không thể làm được rồi vì không có trí huệ không có phước đức biện pháp duy nhất là gặp được a di đà phật trước gặp được a di đà phật thì phước huệ của bạn đầy đủ rồi bạn có trí huệ có phước đức lớn bất luận bạn làm việc gì ở trong cửa Phật có cầu tất có ứng Bạn còn chướng ngại gì nữa Còn khó khăn gì nữa chứ Hướng hồ sau khi gặp được Phật rồi Thì không gian sống của chúng ta được mở rộng Ngày nay chúng ta là phàm phu sanh tử Chúng ta sống ở thế gian này Không gian sống của chúng ta là địa cầu Không có cách gì thoát khỏi địa cầu đi như thế nào cũng chỉ là ở trên bề mặt địa cầu mà thôi hiện nay vẫn chưa có năng lực đi đến những tinh cầu khác chúng ta cũng thường hay nghe nói nghe nói có người ngoài không gian người ngoài hành tinh đến thăm viếng địa cầu của chúng ta những người có thể đến được địa cầu đó quả thật là ở cõi người nhất định là không phải cõi trời vì sao vậy cõi trời không cần phải lái đĩa bay điều khiển công cụ bay không cần thiết ở cõi người mới cần người cõi trời muốn đi đến nơi nào không cần những công cụ này ở đây họ vẫn dùng công cụ để bay khoa học kỹ thuật phát triển hơn chúng ta cho nên vẫn là ở cõi người chắc chắn không phải là ở cõi trời rồi Họ không thể sánh giới tứ vương thiên Tứ vương thiên nếu bay ở trong vũ trụ Thì không cần công cụ Người ngoài không gian hiện nay Được đăng tin rất nhiều Sách vở loại này cũng rất nhiều Chúng ta thấy toàn là người ở cõi người họ không phải người trên địa cầu chúng ta thế giới ta bà phạm vi của cõi người là rất lớn rất lớn không chỉ riêng có địa cầu mà thôi trên rất nhiều hành tinh khác cũng có người nhưng trí huệ năng lực của con người là không như nhau phước báo điều khác nhau đến đầu thai ở địa cầu nào sống ở hành tinh nào mỗi người nghiệp báo đều khác nhau đều là quả báo cho nên phần bồ tát ở trên kinh này đặc biệt chuyên chỉ cho nam diêm phù đề nam diêm phù đề là địa cầu này của chúng ta phần trước đã nói qua rồi chúng sanh cõi diêm phù đề. Chí tánh không ổn định. Tập tạo nghiệp ác. Tập là tập khí, vô tình họ là tạo ác. Cho nên chiêu cảm nên khổ báo địa ngục. bốn câu nói dưới đây vô cùng quan trọng chúng ta nên nhớ kỹ toàn bộ kinh văn không thể nhớ được nhưng mấy câu này phải luôn nhớ kỹ nam phù đề hành ác chúng sanh nghiệp cảm như thị ba câu này phải nhớ kỹ từng giây từng phút nhắc nhở chính mình tiếp đó lại nói nghiệp lực thậm đại năng địch tu di năng thâm cự hải năng chướng thánh đạo ừ. nghiệp lực rất lớn lớn đến mức độ nào vậy bên dưới nêu ra ba sự việc ừ. tu di đây là núi lớn nghiệp lực có thể dời núi lấp biển núi lớn biển sâu không chống nổi nghiệp lực nghiệp lực có thể ngăn cản đạo thánh khiến bạn đời này không thể thành tựu đạo nghiệp được bất luận bạn dũng mãnh tinh tấn tu hành như thế nào bạn cũng không thể thoát ly nỗi lục đạo luân hồi nguyên nhân gì vậy nghiệp lực Cho nên Phật Pháp Giáo hóa tất cả chúng sanh Trọng điểm Là ở tâm Tâm lý Thiền tông Khởi sướng Tu hành phải tu từ căn bản Căn bản chính là ý nghĩ ở trong tâm Tông môn như vậy Thì giáo hạ lại đâu có chuyện không như vậy được chứ Cũng là như vậy Hay nói cách khác Tu hành phải thay đổi tâm lý Thay đổi tư tưởng Thay đổi quan niệm Trước đây Tâm lý, tư tưởng, quan niệm của chúng ta Niệm niệm đều là gì mình Lấy mình làm trung tâm Đây chính là tạo nghiệp luân hồi đây là tâm luân hồi Phật dạy chúng ta đem ý nghĩ này chuyển đổi Chuyển trở lại cái gì Chúng ta niệm niệm gì chúng sanh Chúng ta khởi tâm động niệm Tư tưởng kiến giải Lời nói việc làm Thấy điều gì chúng sanh Không gì mình Vậy thì tốt Phật nói cho chúng ta biết Lục đạo do đâu mà có Lục đạo là do chấp trước biến hiện ra Vọng tưởng phân biệt chấp trước Ba cái đều có Thì biến hiện ra lục đạo Nếu như chỉ có vọng tưởng phân biệt Không có chấp trước Thì sẽ không có lục đạo Có thập pháp giới Có pháp giới tứ thánh Thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật Biến hiện ra pháp giới tứ thánh nếu như phân biệt cũng không có nữa Thì Pháp giới tứ thánh đó cũng không có Thập Pháp giới cũng không rồi Hiện ra gọi là nhất chân Pháp giới Ở trong nhất chân Pháp giới Trên Kinh Hoa Nghiêm nói Còn có 41 cấp bậc Bồ Tát có 41 cấp bậc Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa Các cấp bậc từ đó mà có vậy Vọng tưởng chưa đoạn dứt từ vọng tưởng biến hiện ra sau khi vọng tưởng đoạn hết rồi thì không còn cấp bậc nữa đó chính là phật quả cứu cánh thật sự bình đẳng rồi phật phật đạo đồng thật sự bình đẳng không còn giai cấp nữa đây là giải thích rõ nhất chân pháp giới thập pháp giới tam đồ lục đạo hình thành như thế nào Chỉ cần khởi tâm động niệm có ta Đây là của ta Thì vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn Có cả rồi Bạn còn có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi sao Nếu các vị thật sự khế nhập thế hội từ chỗ này Vậy là bạn thật sự giác ngộ rồi Bạn không phải giác ngộ giả Giác ngộ rồi liền siêu phàm nhập thánh Thánh chính là giác Phàm chính là mê Phàm phu chính là có vọng tưởng phân biệt chấp trước Vọng tưởng không bằng đến Phân biệt chấp trước là phàm phu Xả bỏ hết phân biệt chấp trước chính là thánh nhân Chính là Phật Bồ Tát Phật Bồ Tát khác với phàm phu chỉ trong một niệm bạn chuyển đổi ý nghĩ trở lại liền siêu phạm nhập thánh ngay ai có thể chuyển trở lại gì ở nơi chính mình bạn có chịu chuyển hay không mà thôi bạn chịu chuyển trở lại lập tức liền thay đổi ngay tôi hiểu rõ đạo lý này tôi chuyển đổi rồi Cư sĩ Lý Mộc Nguyên hiểu rõ đạo lý này Ông cũng chuyển đổi rồi Sau khi chuyển trở lại Chúng ta vì tất cả chúng sanh phục vụ Tất cả chúng sanh là chủ nhân của chúng ta Tất cả chúng sanh là ông chủ của mình Chúng ta là người làm công phục vụ cho họ Vô ngã Chúng ta mới thật sự đạt được sự thọ dụng của Phật Pháp đem nghiệp lực chuyển thành trí huệ đem nghiệp lực chuyển đổi thành năng lực nhà phật nói là thần thông đạo lực là ở trên ý nghĩ vừa chuyển thì nghiệp lực liền chuyển trở lại rồi thông thường chúng ta nói nguyện lực đem nghiệp lực chuyển thành nguyện lực nghiệp lực rất lớn có thể ngăn cản đạo thánh nguyện lực rất lớn có thể thành đạo thánh tại vì sao không chuyển chứ nếu như không chuyển thì trong vô lượng kiếp vẫn phải tạo sanh tử luân hồi không bao giờ dứt việc gì phải gây nên cái phiền phức này Kinh văn phía sau tiếp theo còn có mấy câu quan trọng Thị cố chúng sanh Mà khinh tiểu ác dĩ vi vô tội Tử hậu hữu báo tim hào thọ chi Mấy câu này phải nhớ kỹ Thường xuyên nhắc nhở chính mình Không nên cho rằng không có báo ứng thế là chính bạn hiểu sai rồi một ý niệm ác yếu ớt đi nữa cũng sẽ cảm thọ quả báo nghĩa là không phải không báo thời giờ chưa đến giờ là gì là duyên chưa đầy đủ thời giờ là nói từ trên duyên duyên đầy đủ thì quả báo lập tức liền hiện tiền. Nếu như các vị thật bình tĩnh, bình tâm tỉnh trí mà quan sát thế giới, hiện nay quả báo này gọi là quả báo hiện đời, báo rất nhanh. Là ở ngay trước mắt. Nếu chúng ta thật sự muốn cứu mình, các vị nhất định phải biết, mạng sống không quan trọng, không đáng tiếc. Chúng ta ở thế gian có thể sống được mấy năm. Thời gian trăm năm chỉ trong nháy mắt. Tôi 9 tuổi là đã rời khỏi quê nhà cách cửu hoa sơn rất gần những hình ảnh lúc tôi rời khỏi đó vẫn còn nhớ rất rõ ràng là giống như mới ngày hôm qua vậy thế nhưng những người lớn bạn bè thân thích vào thời đó ở cố hương Nay hết bảy tám phần đều không còn nữa rồi Bạn bè thở nhỏ Nay cũng không còn nữa Đúng là đời người như khói mây Như giấc mộng vậy Mộng này phải tỉnh ngộ trở lại Tỉnh ngộ trở lại Quay đầu là bờ phải hạ công phu ở trên khởi tâm động niệm không khởi một niệm ác niệm niệm vì phước báo của chúng sanh chúng ta toàn tâm toàn lực tạo phước để cho chúng sanh hưởng phước như vậy mới tốt không nên hưởng phước một mình Người như vậy nhất định thành tựu Người như vậy Được chư Phật hộ niệm Long thiên thiện thần phù hộ Dũng mãnh tinh tấn Siêng năng không biến nhát Đang tạo phước giúp đỡ xã hội giúp đỡ đại chúng đời sống của chính mình sống rất đạm bạc không nên lãng phí biết tiết kiệm dùng một xu cũng phải luôn nghĩ đến tất cả chúng sanh khổ nạn này Ta có thể tiết kiệm được một đồng Thì họ được thọ dụng thêm một đồng Thường xuyên có cái quan niệm này Phật ở trên kinh nói Tất cả người tu hành trong thế gian Tại vì sao tu hành Không thể đạt được kết quả Đều là do vọng tưởng phân biệt chấp trước quá nhiều Hết ý nghĩ này đến ý nghĩ khác Trên kinh nói với chúng ta Một cái khẩy móng tay Có 60 sát na Một sát na có 900 lần sanh diệt Đó là nói ý nghĩ vi tế chính là ý nghĩ rất thô thì vô cùng khủng khiếp, từ sớm đến tối có bao nhiêu ý nghĩ sanh diệt, chúng ta tự mình có thể cảm nhận được. Niệm trước diệt thì niệm sau lập tức liền sanh. Ở trong đây đều có nhân quả, một niệm thiện chính là quả báo thiện, một niệm ác đó chính là quả báo ác. đừng nói là lời nói việc làm quả báo đó thì càng nghiêm trọng hơn rồi khởi tâm động niệm thấy điều có quả báo cho nên bồ tát ở chỗ này khuyên bảo chúng ta khuyến khích chúng ta cảnh sách chúng ta chớ xem thường ác nhỏ mà cho là không có tội Đến khi bạn thọ báo Thì hối hận không kịp rồi Mấy cầu dưới đây nói rất rõ ràng Phụ tử chí thân Kỳ lộ các biệt Tung nhiên tương phùng Vô khẳng đại thọ Quả báo tự làm tự chịu Người khác cũng không cách gì thay thế được Chư Phật Như Lai đại từ đại bi cũng không có cách gì đi thọ báo thay cho bạn được nếu như chịu khổ thay được thì phật bồ tát đến chịu thay cho bạn rồi không có cách gì chịu thay được nên là tự mình làm tự mình chịu cảnh giới là do chính mình biến hiện ra đúng như lời cư sĩ trương thái viêm đã nói Tôi nghe lão cư sĩ Chu Kính Trụ đã kể với tôi Lão cư sĩ Chu đem những sự việc này viết vào trong sách Ngài có viết vài tác phẩm Trương Thái Viêm là cha vợ của ông Đây không phải là lời giả dối Lúc còn trẻ, ông vốn là người học khoa học Ông không tin Phật Pháp cha vợ của ông có học phật đã kể cho ông nghe những chuyện này khi ông nghe xong cho rằng đều là mê tín đều là ngụ ngôn từ tuổi trung niên trở về sau thời kỳ kháng chiến ông ở trùng khánh mỗi tối đi trên đường gặp quỷ ông mới tin nếu chính ông không có đích thân gặp phải Dù người khác có nói ông cũng không tin Ông đi đường cùng với quỷ trong đêm tối Đi được hơn nửa giờ đồng hồ Thời gian này rất dài Không phải thời gian ngắn Đi hơn nửa giờ đồng hồ Ông bỗng nhiên nghĩ Sao người này nửa đêm Lại đi có một mình như vậy Khi giờ nghĩ thì thấy sẩn gai ốc Lúc đó nhìn lại Người phía trước đó chỉ có nửa thân trên Không có nửa thân dưới Vậy là sợ điến người Vừa quán sợ thì người phía trước biến đâu mất Ông như vậy mà tin Phật Nếu như không phải chính mình trông thấy Đích thân trải nghiệm Thì những người này sẽ không tin Cho nên vì sao Nghĩ lại những chuyện mà cha vợ đã kể trước kia Ông mới nghĩ đây là chuyện thật không phải giả Chương Thái Viêm nói Thọ những nỗi khổ sở này trong địa ngục Ông luôn cảm thấy không nhân đạo Quá tàn khốc Không nhân đạo Rất nhiều địa ngục cần phải quỷ bỏ Vua Diêm La nghe thấy kiến nghị này của ông thì sao Cũng không nói năng gì Sai hai con tiểu quỷ dắt ông đi Đến địa ngục để ông xem hiện trường Tiểu quỷ dắt ông đi Đi rất xa đến nơi đó rồi chỉ cho ông xem ông không nhìn thấy mới chợt hiểu ra trên kinh phật nói không sai là do nghiệp lực biến hiện ra bạn không có nghiệp lực này thì không thể nhìn thấy trên kinh nói địa ngục chỉ có hai loại người có thể nhìn thấy thứ nhất là người tạo tác tội nghiệp họ thọ báo biến hiện ra cảnh giới này ngoài ra là bồ tát bồ tát có năng lực vào trong địa ngục để độ hóa chúng sanh Họ có thể nhìn thấy Không phải độ chúng sanh trong địa ngục Không phải vào địa ngục để thọ tội Không phải hai loại duyên này Thì địa ngục ở trước mắt cũng không thể nhìn thấy Cho nên vậy mới biết Không phải do vua Diêm La tạo ra địa ngục Để cho những người này thọ tội Không phải vậy Là do nghiệp lực của chính mình Biến hiện ra cảnh giới Chúng ta hiểu rõ đạo lý này sau đó mới biết chí thân như cha với con cũng không cách gì thay thế cho nhau được tự chính mình nhất định phải thọ nhận lấy xem tiếp kinh văn dưới đây ngã kim thừa phật uy lực lược thuyết địa ngục tội báo chi sự duy nguyện nhân giả tạm thính thị ngôn bồ tát địa tạng rất khiêm nhường nói thật ra bồ tát địa tạng quá vĩ đại bạn xem lúc pháp hội bắt đầu chư phật mười phương đều đến tham dự pháp hội còn thù thắng hơn pháp hội hoa nghiêm trên pháp hội hoa nghiêm chúng ta nhìn thấy đương nhiên tất cả chư phật đều đến các ngài không phải dùng thân phật các ngài là hiện đủ dạng thân phật khác nhau để đến tham gia pháp hội địa tạng là phật dùng thân phật đến để thị hiện tất cả chư phật đều tham gia pháp hội này Bồ Tát Địa Tạng là lão sư của Phật. Là lão sư của chư Phật. Bạn xem ngài ở chỗ này khiêm nhường biết bao, nay tôi nương oai lực của Đức Phật mà nói sơ lược những sự tội báo nơi địa ngục. Ngài không dám nói, tôi biết được sự việc này, việc này tôi biết quá rõ ràng, tôi nói cho bạn là được rồi. Người hiện nay nhất định là có loại thái độ như vậy quả thật ngài biết rất rõ ràng ngài nói như vậy là để dạy chúng ta bất luận vào lúc nào cũng phải khiêm nhường phải cung kính phải nhẫn nhịn đây là tánh đức trong từng niệm phải hàng phục tập khí phiền não của mình tham sân si mạng là phiền não là tạo nghiệp Cho nên chúng ta xem thấy ở trên kinh Ngôn ngữ của các ngài Sự bày tỏ thái độ của các ngài Có dụng ý vô cùng sâu Bồ Tát Phổ Hiền là người nào vậy? Đều là như lai lái ngược thuyền từ đến thị hiện Trong mong nhân giả tạm nghe lời đó Bạn xem lời nói này khiêm nhường biết bao Cung kính biết bao Đây là dạy chúng ta Bình thường đối nhân xử thế Phải luôn khiêm nhường Cung kính Phổ hiền đáp ngôn Ngô dĩ củ tri tam ác đạo báo Vọng nhân giả thuyết Lệnh hậu thế mạc pháp Nhất thiết ác hành chúng sanh Văn nhân giả thuyết xử lệnh quy Phật Hai vị Bồ Tát này Một vị hỏi một vị đáp Mục đích là dạy chúng ta Những chúng sanh tạo tác tội nghiệp này Quay đầu là bờ Chân thật quy y tam bảo quy là trở về thật sự trở về rồi nương theo lời chỉ dạy của phật mà sống nương theo lời chỉ dạy của phật mà làm việc đây gọi là quy y trên kinh nói những việc nào dạy chúng ta phải nên làm Thì chúng ta cố gắng nỗ lực mà làm Những việc nào tuyệt đối không được phép làm Thì chúng ta nhất định phải dứt trừ Vậy mới gọi là quy y Phật Địa tạng bạch ngôn nhân giả Địa ngục tội báo kỳ sự như thị Phía sau là gì chúng ta nói sơ lược 14 loại Hoặc hữu địa ngục Thủ tội nhân thiệt sử Ngu canh chi Hoặc hữu địa ngục Thủ tội nhân tâm Dạ xoa thực chi Hoặc hữu địa ngục Hoặc thăng Thạnh Phất Chữ Tội Nhân Thân Đây chính là tục ngữ gọi là giặc dầu Cho vào giặc dầu Hoặc hữu địa ngục xích thiêu đồng trụ xử tội nhân bảo Hoặc hữu địa ngục xử chư hỏa thiêu Sấn cập tội nhân Hoặc hữu địa ngục nhất hướng hàng băng Hoặc hữu địa ngục vô hạn phẫn niệu hoặc hữu địa ngục thuần phi tật lê hoặc hữu địa ngục đa toản hỏa thương hoặc hữu địa ngục duy chàng hung bối hoặc hữu địa ngục đảng thiêu thủ túc hoặc hữu địa ngục bàn kiểu thiết xà hoặc hữu địa ngục khu trục thiết cẩu hoặc hữu địa ngục tận giá thiết la danh hiệu của địa ngục phần trước đã nói qua rồi chỗ này là nói tình trạng Thọ quả báo ở trong địa ngục Của những tội nhân thọ quả báo này Câu thứ nhất Quả báo này Là nói lưỡi hai chiều Nói lời thô ác, nói dối, nói theo dệt tạo tác những tội nghiệp này phỉ bán tam bảo phá hoại lòng tin đối với phật pháp của người khác sau khi chết đi sẽ đọa loại địa ngục này gọi là kéo lưỡi trâu cày nước đồng sôi rót vào miệng lá sắt trói buộc thân ở trong địa ngục này muốn sống không được cầu chết cũng không xong địa ngục tuyệt đối không phải vừa thọ tội thì người liền chết ngay chết rồi liền siêu sanh ngay họ không thể chết được ở trong địa ngục có gió nghiệp gió vừa thổi họ lại sống trở lại sống trở lại thọ tiếp một ngày một đêm muôn lần chết đi sống lại tình trạng này phải mãi cho đến khi tội báo của họ thọ xong thọ xong thời gian Đều là tính bằng kiếp Vô số kiếp Phải thọ khổ báo này Tội báo chưa thọ xong Thì dĩ nhiễn không thể lìa khỏi địa ngục Nhưng cái tội báo đó là việc rất phiền phức Thí dụ nói lời phỉ bán tam bảo đoạn mức lòng tin của người khác đến khi nào nghiệp này mà có thể tiêu hết vậy sức ảnh hưởng của lời nói này của bạn hoàn toàn không còn nữa thì bạn mới có thể ra khỏi địa ngục nếu như sức ảnh hưởng này vẫn còn thì bạn không cách gì thoát khỏi địa ngục được rồi và sức ảnh hưởng này vĩnh viễn liên lụy đến rất nhiều đời hạt giống của duyên ác này khởi tác dụng trong a là do thức của họ gặp được tam bảo họ liền khởi hoài nghi họ không thể sanh khởi niềm tin được sức ảnh hưởng này lớn biết bao nếu giống như hiện nay nói xong còn ghi âm còn đem băng ghi âm đi phân phát khắp nơi hoặc giả là mua bán hoặc giả là kết duyên nội dung mà bạn nói này là phá hoại tam bảo chỉ cần có một cuộn băng đĩa vẫn còn tồn tại trên thế gian này thì bạn không cách gì thoát khỏi địa ngục được rồi nếu như bạn viết thành văn tự thế gian này vẫn còn một quyển sách tồn tại thì bạn cũng không cách gì thoát khỏi địa ngục được rồi mới biết được sự việc này quá đáng sợ chúng ta phải chịu trách nhiệm về ngôn ngữ văn tự của mình đúng như phần trước nói chớ xem thường ác nhỏ mà cho là vô tội câu thứ hai thủ tội nhân tâm dạ xoa thực chi Nghiệp nhân của loại này Pháp Sư Thanh Liên ở trong chú giải Đã nói với chúng ta Là lúc ở cõi người Lấy trộm đồ vật Của cha mẹ Sư trưởng Vì duyên ác này Nên phải bị quả máu này Tâm trộm cấp là tâm ác Các vị thử nghĩ xem Ngay cả đồ vật của cha mẹ Sư trưởng họ còn lấy trộm Thì còn đồ của ai Họ không dám trộm chứ Tâm này không tốt Đọa vào địa ngục Quỷ dạ xoa sẽ ăn tim của họ Thứ ba là đây là nồi dầu Địa ngục thang hoạch Hoạch là nồi Đỉnh cũng là nồi Hiện nay người Phúc Kiến Vẫn gọi nồi là đỉnh Vào thời xưa Lúc đó Vẫn còn chưa phát binh ra bếp Nấu đồ ăn dùng cái gì Là dùng đỉnh nồi có ba chân đốt lửa phía dưới nấu một món ăn là dùng một cái đỉnh ở trong sách xưa nói bày đỉnh ra ăn đó nghĩa là đồ ăn của họ có rất nhiều rất phong phú bài đỉnh ra ăn có một chút giống như tiệc buffet trong nhà hàng lớn của chúng ta hiện nay vậy tiệc buffet đỉnh hiện nay rất đẹp làm bằng thép không rỉ nó có bốn cái chân đốt lửa phía dưới để giữ cho thức ăn được ấm Không bị nguội Vào thời xưa đỉnh có ba chân Vì sao Sau khi phát minh ra bếp Liền bỏ đi cái này Đỉnh không còn chân nữa Biến thành cái nồi Nồi với đỉnh là một thứ Trong Nghiệp nhân này nói Phá giới Sát sanh cúng tế Hoặc giả là ăn thịt Ăn mặn Đốt núi rừng Thiêu đốt chúng sanh nên bị quả báo này Câu thứ tư Hoặc hữu địa ngục Xích thiêu đồng trụ Sử tội nhân bảo Đây là giống như trong tiểu thuyết nói Hình phạt bào lạc Trước đây cư sĩ Trương Thái Viêm Đã thỉnh cầu Đông Nhạc Đại Đế Hủy bỏ hình phạt này sau đó mới biết cảnh giới địa ngục là do nghiệp lực biến hiện ra Không phải do con người tạo nên Cầu dưới đây hoặc hữu địa ngục Sử chư hỏa thiêu sấn cặp tội nhân Đây là từng mảng lửa lớn Không có chỗ nào trốn thoát được Phải bị lửa thiêu đến chết nhưng gió vừa thổi qua Họ lại sống dậy Bị thiêu tiếp Dĩ nhiên không có cách gì thoát khỏi được Trên kinh nói Đây là quả báo Của rất nhiều nghiệp Bất thiện Câu thứ sáu Nhất hướng hàng băng Địa ngục hàng băng Cũng là quả báo Của những nghiệp ác Bất thiện câu thứ bảy vô hạn phẫn niệu phần trước cũng nói qua với các vị rồi trong nghiệp nhân là do đời trước phá trai phát nguyện trì bát quan trai giới phá trai giới và những nghiệp ác không thanh tịnh chiêu cảm nên hoặc hữu địa ngục thường phi tật lê tật lê là một loại vũ khí của thời xưa hiện nay tương đối ít thấy rồi nếu như ở trong viện bảo tàng chắc còn có thể nhìn thấy là mũi tên rất nhỏ thông thường gọi là ám khí lúc người ta chưa phòng ngừa phòng bị họ bắn ra phóng ra hiện nay không còn cái này nữa hiện nay đổi thành súng ngắn rồi chính là những vũ khí thuộc loại này từ đó cho thấy quả báo này của họ chính là dùng những loại ám khí này Đi kết oán thù với chúng sanh Giết hại tất cả chúng sanh Đặc biệt là đi săn Đạn của súng săn khác với đạn thông thường bởi vì bạn đi săn viên đạn thông thường của bạn không nhất định phải bắn chuẩn xác sở dĩ đạn súng săn là đạn chùm chính là đạn chùm bắn ra những viên đạn sắt sau khi bắn ra nó có một diện tích thì những động vật này đều không thể chạy thoát nên thọa loại quả báo này hỏa thương là cùng ý nghĩa với thông thương ở phía trước. Ở trong đây đa phần là lửa. Duy chàng hung bối. Đây là ở trong kinh Lăng Nghiêm có nói là cảm ứng của xúc báo. Chiêu cảm nên loại quả báo này. Cho nên nói là do bạn đi đánh đập người khác đặc biệt là chúng ta ngày nay nói là ngược đãi động vật dùng loại hành vi này đối với động vật là thấy tương đối nhiều đâu có biết là sẽ bị quả báo này Câu thứ 11 Đảng thiêu thủ túc Đây gọi là biệt nghiệp Biệt báo Tay bạn tạo nghiệp Thì đốt tay Chân tạo nghiệp Thì đốt chân Thiết xà thiết cậu tận giá thiết la lừa là một loài thuộc họ ngựa toàn thân cũng đều là lửa phật ở trên kinh cũng đã nói qua một công án Công án này Pháp Sư Thanh Liên có trích dẫn Ở trong chú giải Nói tỳ kheo tăng hộ Nhìn thấy một con lừa Con lừa này toàn thân đều là lửa thiêu đốt Phật nói với tỳ kheo tăng hộ Nó không phải là lừa vào thời đức phật ca diếp nó là một người xuất gia lúc người xuất gia phân chia thức ăn ông lúc nào cũng chia cho mình nhiều hơn một chút chính là tạo nghiệp ác này nên cảm thọ khổ báo như vậy trên kinh này nói tận giá thiết la là... đại khái là người tội này cưỡi trên con lửa sắt lửa sắt toàn thân đều là lửa người tội thọ quả báo như vậy Hình phạt khổ báo Trong địa ngục Thật sự mà nói Thì nói mãi không hết Mời xem kinh văn dưới đây Nhân giả Như thị đẳng báo Các cát ngục trung Hữu bách thiên chủng Nghiệp đạo chi khí Đạo nghiệp chi khí Chính là khí cụ Để hành hình Ngày nay chúng ta gọi là dụng cụ tra tấn Vô phi thị đồng, thị thiết, thị thạch, thị hỏa Thử tứ, chủng vật, chúng nghiệp, hạnh cảm Trong dụng cụ tra tấn Đều là bằng đồng, sắt đá Toàn là một biển lửa Bạn cảm thọ là những thứ này Chúng ta thường hay nói Người đó tâm rất ác độc Chính là lòng dạ như sắt đá cho nên ở trong địa ngục biến hiện ra những dụng cụ tra tấn đều là những thứ này tâm địa thanh tịnh mềm mại thì nhất định không thể nhìn thấy hiện tượng này cho nên nhất định phải biết tâm này là tâm địa độc ác cái oai phong này của bạn có thể thực hiện được mấy ngày sau mấy ngày oai phong này của bạn thực hiện xong sau đó làm thế nào có nghĩ đến hay không hậu quả không thể tưởng tượng nổi chúng ta nhất định phải biết Trong duy thức luận nói Giống như trên kinh nói những địa ngục này Có vua Diêm La trong địa ngục hay không? Có những con quỷ tốt trong địa ngục hay không? Thật ra không có Đều là do Tánh thức của mình biến hiện ra Là giống như nằm mộng vậy Mộng nhất định đến khi tỉnh mộng mới biết là giả. Là khói mây. Nhưng lúc bạn đang nằm mộng, bạn cho rằng đó đều là chân thật. Địa ngục tam đồ là cảnh mộng. Cùng một đạo lý như nhau, con người chúng ta sống ở đời, thời gian mấy mươi năm nóng lạnh, có cái nào mà không phải là cảnh mộng chứ? Nói đến thập pháp giới đi nữa, cũng là cảnh mộng. Trên kinh Kim Cang nói rất hay, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, tất cả pháp hữu vi là đã bao gồm cả thập pháp giới rồi. Thập pháp giới đều là hữu vi. Nhất chân pháp giới mới là pháp vô vi. Cho nên thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật Ở trong quyền giáo Đều chưa có rời khỏi Pháp Hữu Vi Hay nói cách khác Y chánh trang nghiêm của họ Đều là mộng huyễn bọt bóng Tướng có thể không Sự có lý không Đây mới là chân tướng của sự thật là do nghiệp cảm biến hiện ra chúng ta xem câu kinh văn sau cùng này nhờ quản thuyết địa ngục tội báo đẳng sự nói ra từng việc từng việc nhất nhất ngục trung cánh hữu bách thiên chủng khổ sở Mỗi địa ngục đã có trăm nghìn thứ khổ sở Hà huống đa ngục Địa ngục nói mãi không hết Ngã kim thừa Phật uy thần Cặp nhân giả dấn lừa khuyết như thị Nhược quản giải thuyết cùng kiếp bất tận Lời Bồ Tát nói là lời chân thật Nếu giải thích chứng minh tỉ mỉ cho bạn thì nói cùng kiếp nói cũng không hết lời nói này là thật chứ không phải là giả cho nên chúng ta là một cái tổng kết ở chỗ này địa ngục tuyệt đối không nên vào nếu muốn không vào địa ngục thì nhất định không được tạo tội nghiệp tội nghiệp cực nhỏ cũng không được phép tạo Nguyên nhân gì vậy? Bởi vì ở trong a la gia thức chúng ta Hạt giống địa ngục rất nhiều rồi Vô lượng kiếp ta tạo tác những tập khí này Tội nghiệp nhỏ là gì? Chính là duyên Tội nghiệp địa ngục trong a la gia thức của bạn Bạn lại tạo duyên cho nó Không cắt đứt duyên của nó Thì rất có thể lại tạo quả báo này Đây là điểm chúng ta cần phải cảnh giác Cho nên tuyệt đối không được phép xem thường xem nhẹ tội nghiệp nhỏ cho là không quan trọng thế thì bạn quá đổi sai lầm rồi nghiệp tội nhỏ chính là duyên ở trong a là gia thức có nghiệp nhân của tội nghiệp địa ngục rồi nhân gặp được duyên thì sẽ hiện ra cảnh giới cảnh giới hiện tiền vô cùng đáng sợ muốn ra khỏi thì quá khó quá khó cho nên phải thật sự hiểu rõ thật sự giác ngộ Buông xả vạn duyên nhất tâm niệm Phật Cầu sanh tịnh độ Đây là phương pháp an toàn nhất Phương pháp nhanh chóng nhất Cũng là phương pháp ổn thỏa tốt đẹp nhất Vĩnh viễn thoát khỏi Tam độ lục đạo Được rồi, hôm nay thời gian đã hết Chúng ta chỉ nói đến chỗ này A-di-đà Phật Cẩn dịch Ban biên dịch tình không pháp ngữ địa chỉ email vọng tây cư sĩ a móc gmail com người đọc hạnh quan nguyện đem công đức này hồi hướng đến hương linh nhà giáo cụ phan thế phả kính nguyện hương linh nương nhờ phật lực tội diệt phước sanh tóc xả mê đồ tảo đăng phật quốc nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ. Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước cực lạc. nam mô A Di Đà Phật.